một phương pháp học cực kỳ hay để dành học được học, gọi là phương pháp ABC. ABC là gì? ABC là A là etiology, B là pathogenesis, C là pathophysiology. Bất cứ bệnh học nào, khi thầy cô lên lớp giảng, các bạn chỉ cần mở điện thoại di động làm ABC là xong, không cần học bài đâu nữa. Ví dụ như một thầy cô nào đó đang dạy các bạn về bài uống văn, một thầy cô nào đó đang dạy các bạn về bài rắn độc cắn, một thầy cô nào đó đang dạy các bạn về bài phụ của cấp do sinh viên ra, các bạn sẽ không cần học bài đó luôn. Các bạn chỉ cần vào Google gõ ABC và nhớ rằng trong trường hợp này không được xài từ bệnh viên và bệnh căn, không được xài. Các bạn chỉ được xài etiology, pathogenesis. Nếu nguyên nhân bệnh đó là do vi trùng, virus, nấm và ký sinh trùng thì từ pathogenesis các bạn phải chuyển qua thành pathogens. Nếu bệnh đó là bệnh nội khoa thì các bạn đi tiếp C là pathophysiology. Nếu bệnh đó là bệnh ngoại khoa thì các bạn đi tiếp C không phải là pathophysiology mà là histopathology. Như vậy giả sử như các bạn lên lớp học và một thầy cô ở một trường nào đó đang nói các bạn về cái bài tetanus, tức là bệnh ung thư, thì đầu tiên các bạn sẽ gõ là etiology of tetanus, sau đó các bạn sẽ gõ pathogen of tetanus, và sau đó các bạn gõ pathophysiology of tetanus, xong bài, không cần học bài nữa. Và lúc này các bạn có thể đi ra khỏi lớp không cần học thêm. Có nghĩa là chỉ cần 5 phút với cái điện thoại di động có nó mà và có thuật ngữ Latin Hy Lạp là các bạn không cần học bài. Rồi, giờ đó.